Thưa quý vị, dù đã về cuối năm nhưng giá thịt lợn xuất chuồng không có dấu hiệu tăng nhiệt. Điều đáng nói là giá thịt lợn tiêu dùng tại các chợ dân sinh, đặc biệt là trong các siêu thị vẫn đứng vững ở mức cao, khiến người tiêu dùng thấy khó hiểu. Nhiều tháng trở lại đây thì giá thịt lợn xuất chuồng liên tiếp rất thảm hại từ 65.000 đồng một kg xuống mức còn 50.000 đồng một kg, nhưng người tiêu dùng lại không được hưởng lợi, thông tin trên trang An ninh Thủ đô người chăn nuôi khó khăn bộn bề khi giá thịt lợn xuống thấp kéo dài thì nghịch lý cứ tồn tại là giá thịt lợn tiêu dùng tại các chợ dân sinh đặc biệt là trong các siêu thị vẫn rất cao một cách khó hiểu theo chuyên gia kinh tế vũ vinh phú vấn đề này không phải mới diễn ra gần đây mà đã trải qua suốt nhiều năm khác biệt trong từng thời điểm chỉ là mức độ chênh lệch cao hay thấp chuyên gia vũ vinh phú lấy ví dụ ngay tại thời điểm này riêng so sánh giá bán lẻ giữa chợ dân sinh và siêu thị thịt cùng loại đã vanh đến 60 mươi bảy mươi đồng một kg Mặt khác, mức chiết khấu tại các siêu thị đang bị thả nổi, trung bình 20%, thậm chí có nơi đến 30%. Mức này theo ông Phú là quá cao, khiến giá thành sản phẩm tăng theo. Điều này dẫn đến tình trạng người chăn nuôi bị đè giá, nhưng ưu đãi tốt lại không tới được tay người tiêu dùng nguyên nhân được cho được nguyên chuyên gia vũ vinh phú chỉ ra là hiện tượng độc quyền trên các kênh bán lẻ có trường hợp người sản xuất bị gây khó khăn khi gửi hàng nên chấp nhận chịu chiết khấu cao trong chuỗi cung ứng bán lẻ đa phần các siêu thị sẽ nắm đằng chuôi nên vừa chiếm dụng vốn nhận gửi hàng và thanh toán sau vừa có chiết khấu cao nên giá sản phẩm bị đẩy lên Trong khi giá thịt lợn hơi luôn ở mức thấp thì từ đầu năm 2023 đến nay dịch tả lợn châu Phi lại có xu hướng lan rộng hơn so với năm 2022 dù Việt Nam đã có vaccine. Dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra nặng nhất tại các tỉnh như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Đắk Lắk, Quảng Bình, Sơn La, Bình Phước. Và từ tháng 8 đến nay thì dịch bệnh tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng và dự kiến là sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trong các bản tin nông nghiệp 24 giờ phát sóng vào lúc 18 giờ tối hàng ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng năm 2023, giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt tới 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 36% với tổng lượng xuất khẩu 7,75 triệu tấn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện cũng đang ở mức cao nhất thế giới với 663 đô la Mỹ một tấn. Vì thế, việc tranh cãi giống gạo cụ thể đạt giải ngon nhất thế giới có thực sự cần thiết hay không? Hay cần nhìn rộng ra hơn nữa? Đây là câu hỏi được báo dân Việt đặt ra trong bài viết có nhân đề là gạo ST25 hay gạo Việt Nam đạt giải ngon nhất thế giới. Tranh cãi để làm gì? Số ra sáng nay ngày 6 tháng 12. Xung quanh tranh cãi về việc gạo ST25 hay gạo Việt Nam ngon nhất thế giới vừa qua, Thông tin mới nhất của ban tổ chức cho biết, kỹ sư Hồ Quang Cua nhận cúp cho giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023 vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại Philippines. Nhưng The Right Trader hôm nay mới tiết lộ gạo ST25 của ông là gạo chiến thắng. Tham dự giải lần này, Việt Nam có 6 loại gạo do The Right Trader tổ chức tại Cebu, Philippines. Hình ảnh trao cúp chụp ngày 31 tháng 11, 30 tháng 11 cho thấy cúp vô địch được trao cho ông Cua nhưng The Right Trader không công bố tên gạo chiến thắng, chỉ nói gạo Việt Nam là ngon nhất. Do đó tranh cãi đã nổ ra với hai luồng ý kiến, chỉ có ST25 đoạt giải nhất và cả 6 loại gạo dự thi cùng đoạt giải ngon nhất thế giới. The Rice right Idol hôm nay cho biết không thể có chuyện tất cả đoạt giải nhất. Thực tế cho thấy dù là gạo ST25 hay bất kỳ thương hiệu gạo nào đoạt giải, xét một cách tổng thể cũng là gạo của Việt Nam cả vì nó xuất phát từ đồng đất Việt Nam, được người Việt Nam chúng ta làm ra. Trong bối cảnh xuất khẩu gạo đang thuận lợi như hiện nay, việc gọi gạo Việt Nam ngon nhất thế giới càng có lợi về tổng thể bởi trong kim ngạch gần 8 triệu tấn gạo đã xuất khẩu, còn có rất nhiều loại gạo khác nhau. Vì vậy theo một số chuyên gia, việc ban tổ chức họ công bố tên gạo Việt Nam ngon nhất thế giới càng chứng tỏ thương hiệu nói chung của hạt gạo Việt Nam và điều đáng tiếc, nếu dư luận trong nước không đẩy sự việc lên quá cao, theo quy trình 6 tháng sau họ công bố tên cụ thể cũng sẽ vẹn cả đôi đường. Thưa quý vị, Vĩnh Long là một trong các địa phương có diện tích trồng cam hàng đầu ở miền Tây, nhưng vụ cam năm nay nông dân đang lâm cảnh mất giá, thương lái chẳng buồn mua. Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng này. Thời điểm này thì cũng là thời điểm chính vụ thu hoạch cam sành nhưng giá giảm sâu khiến nông dân trồng cam tại tỉnh Vĩnh Long lỗ nặng. Ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết là vụ này ông thu hoạch khoảng 40 tấn cam sành, thương lái đến mua chỉ 2.500 đồng một kg, trong khi chi phí sản xuất đã rơi vào 8.000 đồng một kg. Không chỉ giá thấp, thương lái cũng không mặn mà đến mua cam hoặc chỉ mua xô chứ không mua theo ký. Tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, nhiều vườn cam chỉ mới bán được với giá 2.000 đồng 1 kg, thậm chí thương lái còn kỳ keo chưa chịu mua. Theo các thương lái, từ nay đến cuối năm, giá cam sành khó có thể cải thiện bởi thị trường các tỉnh phía Bắc đang bước vào mùa lạnh, nhu cầu tiêu thụ giảm hẳn. Các tiểu thương cũng cho biết họ chỉ mua đi bán lại cầm chừng. Nguyên nhân giá cam sụt giảm mạnh được xác định là do thị trường tiêu thụ ít, trong khi diện tích trồng cam ngày càng mở rộng. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long cho biết, sản lượng cam sành tăng nhưng chi phí đầu tư sản xuất cũng tăng mạnh, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phương tiện, công lao động giống đều tăng cao, bình quân giá thành sản xuất gần 8.000 đồng một kg, tương đương trên 350 triệu đồng một hecta, chưa tính chi phí thuê đất từ 50 đến 80 triệu đồng một hecta một năm. Diện tích và sản lượng cam sành tăng mạnh trong khi sức mua yếu dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân muốn chuyển đổi sang trồng cam phải nghiên cứu kỹ điều kiện nông hộ của mình. Trồng cam trên đất ruộng phải tập trung theo vùng có điều kiện, tránh tràn lan, ra beo, khó quản lý, nhà nước và cũng như các điều kiện khác. Thưa quý vị, còn hơn 2 tháng nữa đến Tết, các nhà vườn ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận đang tất bật chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất năm một số nơi thương lái đã đến đặt hàng hoa Tết, sản lượng tăng so với năm ngoái. Năm nay, kinh tế suy thoái dự báo là người dân sẽ mua sắm Tết tiết kiệm, nên các nhà vườn trồng hoa tập trung vào những sản phẩm nhỏ giá bình dân, báo người lao động đưa tin. Theo số liệu thống kê, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 hecta trồng hoa và cây kiểng các loại tập trung tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức, với các mặt hàng chủ lực như là hoa lan, hoa mai, hoa nền, hoa dừa cạn, cúc, cẩm trướng, sống đời, đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết. Do dự báo thị trường Tết năm nay khó khăn nên vườn chỉ tập trung các sản phẩm bình dân dưới 1 triệu đồng một cây. Các cây lớn giá cao ít hơn. Nhà vườn này chuẩn bị lượng hàng tương đương như năm ngoái chứ không tăng. Cây kiểng năm nay tập trung ở phân khúc bình dân từ vài triệu đồng một sản phẩm trở xuống. Các dòng hàng từ vài chục triệu, vài trăm triệu đồng hay tiền tỷ rất khó bán. Các nhà vườn chuyên bonsai kiểng cổ thụ chủ yếu chăm sóc chờ kinh tế qua giai đoạn khó khăn, chứ ít có giao dịch. Ngoài ra do không gian dành để trưng bày hoa cây kiểng tại các gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhỏ hẹp nên những chậu có kích thước nhỏ mới phù hợp chứ không hẳn vì lý do kinh tế. Thưa quý vị để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2024, những ngày này người dân làng Phật Thủ, Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang cắt tỉa cây, dưỡng quả chuẩn bị cho vụ thu hoạch lớn nhất năm. nhờ thời tiết khá thuận lợi các vườn Phật Thủ cho năng suất cao, quả đẹp. Người dân hy vọng năm nay sẽ tiêu thụ hết với giá tốt hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian thì trưng bày quả Phật thủ vào dịp Tết, bàn tay ấy tượng trưng cho bàn tay của Phật có thể che chở, bảo vệ cho gia đình được bình an, năm mới sung túc, ấm no và khỏe mạnh được mệnh danh là loài cây cực kỳ khó tính, vì vậy cây Phật thủ đòi hỏi được chăm sóc cẩn thận, các chủ vườn cũng phải tính toán theo dõi sát sao thời tiết. Những quả Phật thủ càng giống bàn tay Phật, các ngón tay đều nhau, có độ xanh bóng thì càng nhiều người ưa chuộng và bán được giá rất cao. Giá một quả Phật thủ hiện đang dao động từ 50 đến 150.000 đồng một quả, tùy vào độ đẹp, kích thước, có những quả đặc biệt to, nhiều múi giống bàn tay Phật có thể có giá lên tới hàng triệu đồng anh Hoàng nhà có hơn 500 cây phật thủ đang ra quả. Từ giờ đến Tết, tối nào anh cũng ở vườn để trông cây phòng ngừa lúc thời tiết có thay đổi thất thường. Mỗi cây sẽ cho ra từ 40 đến 70 quả. Dòng đời cây phật thủ rất ngắn, chỉ khoảng 5 năm, sau đó phải cải tạo đất. Anh từng bán một quả phật thủ gần 10 triệu đồng vì quả đó rất đẹp. Phật thủ đắc sở đã giúp cho các nông dân ở đây đổi đời. Dịp Tết, nhiều hộ đã có doanh thu vài chục triệu đến hàng trăm triệu, có hộ lên đến bạc tỷ mỗi năm.